Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Xin chào mọi người nha. Lời đầu tiên cho Moto Văn Nga 79 xin gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến mọi người mọi nhà nha. Chúc mọi người mọi nhà có một cuối tuần vui vẻ và bình yên, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Bữa nay là thứ bảy rồi. Rồi, tiếp tục được review và giới thiệu những chiếc xe mới về đến quý khách quan tâm, đam mê xe quan tâm lựa chọn nha. Đây, cái clip hôm nay Moto Văn Nga 79 sẽ review giới thiệu đến mọi người là một chiếc đến từ nhà Harley Davidson. Một dòng sách theo luôn, dòng sách theo nhiều lắm. Dòng sách theo là có Fatboy Red Out, rồi Trick Bob, rồi Fat Bob, rồi tới Slim, vân vân, các phân khúc đó khá là nhiều. Đây là chiếc sách theo Trick Bob đời 2021 dòng S Tenda đời 2021 nha. Máy này thì máy 107 cubic, này là dòng sử dụng động cơ máy mới Milwaukee A. So ra máy giữa 2021 trở lên thì đã được máy 114 rồi, còn dòng này vẫn sử dụng động cơ máy 107. Dòng S Tenda sử dụng máy 107 ha. Đây, chiếc xe được đập thùng 2021, một chiếc xe Harley siêu xài lướt đây. Chiếc xe xài lướt còn quá mới luôn. Rồi, lướt qua xong một dòng rồi đấy. Chiếc này được sử dụng cụm đèn pha LED. Cụm đèn pha LED, hiển nhiên cái đời 2019 trở lên cũng cụm đèn pha LED rồi. Nhưng mà chiếc này 2021, nó khác với 2020, 2019 về cái tem. Tem thùng xăng này nó khác nha. Đó. Dòng S Tenda cái dòng tem này là nó khác. 2021 này cái dòng tem nó khác so với 114, nó cũng khác nhau một tí xíu. Trip Bob thì nó hơi hướng của cái cổ điển hơn, nó hơi hướng cổ điển hơn, nó xài bánh căm đó, bánh tâm đó. Còn những dòng Harley cũng có những chiếc nó thiên về thể thao, thiên về dòng kia thì nó bánh mâm. Chiếc xe mới len can luôn, 2021 này. Chiếc xe đập thùng 2021 còn mới xuất sắc luôn ha, mới lăn bánh bữa nay có 1.700 km thôi, cực mới luôn. Rồi, trang bị thêm được đồ chơi cũng tương đối mấy món cơ bản. Đầu tiên là chống đổ hãng nè, cũng tầm mười mấy triệu nè đó. Gắn thêm cái này nữa nè ha, cái này bằng sắt luôn nha, bảo vệ. Và lọc gió Seminigo, lọc gió zin còn đó. Lọc gió này cũng tầm đâu đó hơn 10 triệu, 13 14 triệu ha. Được cái ba ga và tựa lưng luôn, cái này cũng 17 18 triệu bộ này nha. Và bản thân Trick Bob thì không có yên đôi đâu, được anh chủ vô cái yên đôi và cái yên zin thế này. Đây, tại Trick Bob nó cũng là một dòng kiểu bubber, nó vậy đó, kiểu vậy đó. Và có vô thêm gác chân sau này luôn rồi. Đó, cho nó là nó một yên solo ha.
còn engine còn quý khách mua được thì tặng luôn. Lọc gió còn nguyên. Cho qua coi ô đồ luôn anh. Ô đô hôm nay là 1.734 km, quá ít luôn, một chiếc xe xài lướt quá ít luôn. Cam kết đồng hồ đúng nha quý khách, tại Harley thì không bao giờ tua được, và riêng Motovanga 79 là không có tua đồng hồ, và Harley thì tuyệt đối không được, ai muốn tua cũng không được đâu. Chiếc xe nó còn mới xuất sắc như vậy luôn à. Thì nó mới quá thì chắc không cần phải nói nhiều đâu. Cam kết là không có trầy xước miếng nào. Và có trang bị thêm món đồ chơi. Bô thì xài bô zin. Bô zin có làm đuôi rồi. Để nổ máy. Xe này được sử dụng bô zin như đã nói, chỉ làm đuôi bô và trang bị đồ chơi. Chắc cũng tầm đâu đó tiền đồ chơi tầm đâu đó 50 triệu cho chiếc xe này ha. Tiền đồ chơi được trang bị thêm lên á. Quý khách có một tay cái này mười mấy triệu nè, mười mấy triệu ba chục nè. Hải yên nữa chứ. Ba ga tự lưng nữa, 50 không đủ. Đâu đó chắc 60. Thì mình tính là vậy mà đúng, có tiền vô như vậy tốn tiền lắm. Nhưng mà quý khách mua được thì cũng giao tặng hết luôn thôi, không có giữ lại cái nào hết. Riêng Motovanga 79 là mua về có cái nào thì tại quý khách mà đã tặng, đã cho hết luôn, theo xe hết luôn, thì mình cũng tặng ngược lại người mua sau, chứ không có tháo ra bán. Không có tháo ra bán ra cái nào hết. Nên là trên cái trang diễn đàn của mình này kia không có khi nào bán đồ, trừ khi có cái nào mình bỏ tiền ra mình mua thêm của khách á, thì cái đó mình có thể thương lượng bán cho người khách sau, nó vừa phải tiền. Chứ còn cái nào mình được tặng là mình sẽ cho lại hết luôn, chứ không có tháo quán. Tuy rằng bán tháo ra quán cũng được kha khá tiền, nhưng mà không làm điều đó. Tại trước là khách hàng, sau là những người thân quen, nên mình muốn xây dựng những cái nó gần gũi hơn tí nữa, nên có nhiều cho hết. Rồi, chiều cao yên của chiếc Stratbob này chỉ 675 thôi. Thì những anh em không có cao, nhỏ con vẫn ngồi được. Cái chỗ cái gác chân ngồi chỗ này, cái giò ngồi chỗ này nó cũng gần. Cái tay lái này nó cao, thì đâu đó 1m5-60 vẫn dùng được. Cao cả đó vẫn dùng được, cũng không cần phải bự con lắm đâu. Tại cái dòng này rất là dễ. Mình cũng tiếp người nhỏ con rồi mà nó cũng dư dò nè, thoải mái nè. Thì những anh nào chiều cao cỡ mình hoặc thấp hơn vẫn dùng ok, không có gì hết. Quan trọng có tiền và chất chơi mà thôi. Còn không có đáng ngại lắm đối với chiếc Stratbob này. Rồi, chiếc xe này mua mới mà ra tên xong xôi đó. Chiếc này xe mới là 580 triệu, chưa ra giấy, ra giấy xong xuôi thì đâu đó phải tầm 620 vô đồ chơi nữa, chắc cho mình tạm tính 50 triệu thôi, cũng phải 670 và lăn bánh mới có 1.700 cây thôi, thì chiếc xe siêu xài lướt tại 2021 mà không có đi nhiều đâu. Lăn bánh 1.700 cây và giá bán hôm nay 545 triệu, luôn tặng hết mấy cái đồ chơi luôn, thì đâu đó lợi được 100 mấy chục triệu so với đi mua xe mới. Mà hiện giờ thì xe này xe mới không có, ngoài hãng mua không có đâu. Giờ nó lên cái dòng 114, máy 114 rồi. Mà máy 114 phải mua, phải đặt hàng. Và bữa nay máy 114 bữa nay cũng lên giá rồi. Nếu ra tên xong xuôi đâu đó nghe cũng gần 700 so với cho
dòng chatbot máy 114. Nên thành ra so ra thì một cái giá cho chiếc xe này 545 triệu, một cái giá rất vừa phải để cho quý anh chị, quý anh em lựa chọn nha. Quý anh em đam mê lựa chọn. Xe hiện tại thì biển số Quảng Bình, thành phố, nên rút nhập về đâu cũng thuế 1% thôi, chứ không có đóng 5%. Thì 1% thì mình cho nó khung giá nó còn 500 triệu đi. Đó là nhiều, mà không tới đâu, nó cỡ 400 triệu thôi, thì đóng thuế 4 triệu thôi. Về thành phố Hồ Chí Minh thì đóng thêm tiền biển số 4 triệu hoặc Hà Nội. Còn những tỉnh khác thì đóng tiền biển số tầm 1 triệu thì nó là xong rồi. Thì về thành phố Hồ Chí Minh sang tên thì chiếc này đâu đó tầm 10 triệu, Hà Nội cũng vậy. Còn nếu tỉnh khác thì cái thuế phí nó rẻ hơn. Thuế thì nó vẫn vậy, nhưng phí biển số thì nó rẻ hơn đó. Rồi, chiếc xe siêu xài lướt luôn ha. Khóa cổ, khóa đồ và tất cả về những cái này còn nguyên đó. Thường là mấy cái khóa cổ ít có dùng á, anh em dễ bỏ lạc mất lắm. Nhưng mà này là còn nguyên ha. Rồi, nó mới quá, nói vậy thôi chứ cũng không biết nói gì hơn nữa. Nói về cái giá bán luôn, là tình trạng xe nó giá bán cam kết là xe đẹp, không lỗi, không có gì hết. Cam kết ha, cam kết xe đẹp. Rồi, trên cái góc màn hình Mô Tô Văn Nga có hai cái số điện thoại. Nếu mà mình nói ở đây nó không có rõ đầy đủ hết ý á, có cần hỏi gì thêm thì quý khách có thể tham khảo thêm ha. Còn những anh em mua xe ở gần đây, mấy tỉnh miền Tây ha, những mấy tỉnh gần gần thành phố Hồ Chí Minh, trong bán kính thành phố Hồ Chí Minh vài trăm km trở lại thì mình sẽ ship xe tận nơi cho. Còn những anh em ở xa như ngoài miền Trung xa xa, hoặc Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, những anh em cũng đã mua mình thời gian rất là nhiều, thậm chí những anh em không có vào luôn. Bán toàn những là cho những kẻ giấu mặt không à, những anh em mà mình không hề bao giờ biết mặt luôn. Nhưng những anh cũng rất là mến quý, rất là tin tưởng. Chuyển tiền, đặt cọc rồi mình vận chuyển xe ra, rồi sẽ có người giao xe và mấy anh chuyển khoản, thì mình sẽ, cửa hàng sẽ bao rút hồ sơ và chuyển phát nhanh về ở cái địa chỉ của quý khách giao dịch. Nên thành ra nó cũng tương đối tiện. Ở xa thì chỉ cần đặt cọc đâu đó mấy chục triệu thôi thì sẽ nhận xe và thanh toán tiền. Đó là như vậy nha. Nhiều khi mấy anh em không tiện gọi, nhiều khi gọi cũng ngại, mà hỏi nó chi tiết quá mấy anh cũng bắt tiền hỏi, thì mình nói ở đây luôn, ở xa thì chỉ cần chuyển khoản đặt cọc thôi thì xe sẽ được vận chuyển tới nơi, rồi mấy anh khi nhận xe thì mấy anh thanh toán tiền vậy đó. Về mặt giấy tờ thì tất cả Mô Tô Văn Nga 79 là những xe đều sang tên rõ ràng hết. Mô Tô Văn Nga 79 quý khách theo dõi chứ không biết hả, thường thì những xe xài lướt đẹp mới được thu mua, chứ cũng không có thu mua những xe dập nát. Nên quý khách cứ yên tâm, mà quý khách mua lại cái xe nào mà về mà quý khách không dự ý như những gì mà bán nói ra thì mình sẽ xin nhận lại và gửi tiền, xin gửi tiền và nhận lại cái xe. Quý khách không bao giờ lỗ một đồng nào hết nha. Tại vì khi mua ở xa thì quý khách không có được nhìn thấy hết nó rõ ràng, khi cầm về nhà và trải nghiệm thì mới biết nó chuẩn hay mà không, thì mình cam kết tới cái đoạn đó luôn. Cái lỗi là đổi trả luôn đó, cam kết điều đó. Rồi, chắc cũng xong rồi, xin chào mọi người thôi. Mô Tô Văn Nga 79 rất là chân thành cảm ơn quý khách hàng, anh em, bạn bè đam mê xe đã quan tâm và lựa chọn Mô Tô Văn Nga 79. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe.